Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Luân Phạm Channel and Family Cuộc Sống Anh UK. Hello, xin chào ông bà cô chú. Amy rồi. Thì ngày hôm nay hai cha con sẽ ăn thịt ba chỉ nướng tiêu các bạn nhé, chấm với sốt đầu tương của Hàn Quốc. Salad. Có salad với rau sống nữa, cà chua, dưa leo. Thịt. Đúng rồi. Thịt ba rồi nướng tiêu nhé. Thì hôm nay xin mời tất cả các bạn cùng ăn với hai cha con nha. Xin mời ông bà cô chú à. Xin mời Amy à. Xin mời Daddy à. Amy không ăn được tiêu thì để Daddy lấy tiêu ra cho nhé. Đây, ở tiêu ở trên cây. Amy không ăn được tiêu. Đây. Đúng rồi. Đúng rồi. Daddy. Không sao hết, cái này có gì đâu. Nha. Yeah. Đây. Cheers. Cheers. Xin mời các bạn nhá. Đây. Hôm Cheers. Nay trời rất là nắng đẹp nên là hai cha con quyết định ra ngoài sân ngồi ăn cho nó mát. Đây, chấm với đầu tương này. Quả trời ơi. Quá mềm luôn này. Đây này. Rất là mềm. Đà quá đi. Đà quá đi, ngon lắm. Còn thêm rau sống nữa này. À đi. Cà chua, con ăn đi. À. Cà chua bé bé này thì ngon lắm. Chuẩn bị bước sang mùa hè rồi nên là không khí nó thoải mái hơn, cây cối nó bắt đầu mọc lá lên đẹp. Mùa đông ấy, lá nó rơi hết. Lúc đầu mình mới sang á, bước vào mùa đông thế là cây thấy không có lá, toàn thấy cành mà khô luôn. Mình nghỉ lúc đầu bảo ủa sao thế này thì cây chết hết à. Hóa ra là về nhà hỏi mọi người thì người ta bảo thế là mùa đông nó rụng hết lá, còn mùa hè bắt đầu nó mới đâm chồi nảy mầm lên, nó mới xanh tốt. Nhiều cái mình không biết được. Trời nắng ấy ăn mà. Dưa leo rồi cho mát con. Rồi. Có đi. Này thì có mà chết à. Rất là thơm tiêu luôn đó. Rồi, để mình thử ăn cái dưa leo này với salad xem. Cái này thì quá béo luôn này. Wow. Wow. Hello. Quá ngon luôn con ạ. Thịt mờ ba chỉ rồi. Ăn vào cái này nào. Béo ngậy luôn. Những cà chua này nhớ lại thời xưa đang bé bé đi chân trâu ở ngoài đồng á, cứ đi qua nơi vườn nhà người ta ấy, thấy cà chua chín thỉnh thoảng mới có cà chua loại bé bé nó chín, trời ơi nhảy vào ngắt ăn nó đà, nó ngọt lắm. Cái thịt ba chỉ này nướng tiêu á, lớp trên nó cháy một tí giòn giòn, giòn. Tiêu thì nó thơm, nó cay nhẹ nhẹ, chấm với đậu tương thì rất là hợp luôn. Trời nắng, người dân đi chơi ngoài nhiều lắm. Thế cứ bảo như thế này thì làm sao mà hết dịch được. Thịt mềm ấy, Amy ăn được, mềm đúng không? Mềm không?
Mềm hả? Không, ngon. Ngon nhá. Cảm ơn Amy. Cảm ơn Dad cooking. Cảm ơn Dad đi nấu á. Dạ. Rồi. Amy bảo cảm ơn Daddy đã nấu đồ ăn ngon. Bỏ rau thơm. Một miếng thịt vào đây nữa. Thịt vào. Đấy. Thịt. Chấm với đầu tương này. Không phải chê vào đâu được. Là ngon luôn á, không phải đùa. Đây. Đã có đi. Đã có đi ha. Móng tay này phải làm bộ mới rồi á nhỉ. Móng tay hư rồi kìa. Yeah. Ừ. Của nhà trồng được mà. Nói chung là ngồi ngoài trời nó mát mẻ. Mấy khi mà được trời nắng các bạn, bên này được ngày nắng là mừng lắm. Daddy. Một năm chỉ có may mắn chỉ có được mấy ngày nắng gọi là thiệt to, đó là may mắn đấy, còn không có luôn đó. Chứ còn nắng bình thường thì không thể đi biển được, nó vẫn lạnh. Nên là được một ngày nắng nào là dân người ta tổ chức ăn uống ngoài trời rồi đi dạo công viên. Quá đã đấy. Cái đoạn này nó mới ngon này. Amy không ăn được cay cho cái tên này ăn nó mới thơm, nó mới ngon. Wow. Còn ăn thêm salad dưa leo cho nó ngon. Wait. Ăn tay nó bẩn bẩn một tí chứ mà. Thoải mái. Đây mình nè. Quay sạch sẽ. Lấy thơm mình rửa tay thôi. Đó, có gì đâu. Nhà. Dạ. Ăn xong thì rửa tay thôi. Mình sẽ lại có đuôi. Đúng rồi. Quá tuyệt con này. Nhìn. Wow. Mùa hè thích thật đấy, nhìn trời mây rồi. Mây toàn trắng, mây trắng rồi bầu trời nó xanh, nó đẹp. Chứ hình nhìn thấy mùa đông nữa,
u ám nữa, ảm đạm nữa, buồn lắm. Nhiều lúc mà có tuyết rơi nữa thôi á, nó chán thì thôi. Mùa đông 3 giờ chiều 3 rưỡi là tối om rồi. Mùa hè 9-10 giờ tối còn mặt trời mọc, còn đi chơi ngoài đường, đá bóng, ngồi công viên thoải mái. Ngồi có đi ha. Dạ. Vé thì ngon. Nên là cứ nếu mà mùa hè được ngày nào thật nóng, ai cũng tranh thủ ra ngoài trời tắm nắng rồi ngồi công viên. Ngon ha. Má. Thank you. Daddy. Cắn một phát cho nó đà này. Yeah. Thế nào? Cầm cầm miếng ăn cho nó đã. Ui. Sụt bao. Nói chung là được ngồi ngoài trời mát, nắng nóng, nó cảm giác nó con người nó sảng khoái hẳn. Giống như kiểu mình, giống như kiểu một cá mà được gặp nước ấy. Nó tỉnh táo con người ấy. Suốt ngày ở trong nhà mùa dịch này thật đúng là nó chán ngấy này. Nên là ngồi ăn uống miếng nó thoải mái, nó ngon. Nói chơi không ý thức được tiêu này rồi phải có thịt ba chỉ để lúc mình nướng thì nó mềm, chấm với đậu tương này cắn nó chị. Nếu mà mình mua nhầm thịt nhiều nạc quá nó khô. Dạ. Quá ngon, quá đã hả? À. Đúng là được ăn món ngon rồi. Ngồi à, hít thở được cái không khí trong lành thật là sảng khoái. Tối nay ngủ chắc là ngon lắm ấy. Mấy bữa trước nó cứ mưa rồi ù ù trong nhà các bạn ơi. Cái đầu mình nó không thoáng. Dạ đi. Đây nó rồi. Dạ, đây nó rồi. Amy ok. Nó rồi. Nó rồi ha. Thì chào khán giả nha. Dạ. Thì clip của hai cha con hôm nay xin dừng ở đây các bạn nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip của hai cha con. Nếu thấy hay thì cho hai cha con một like, còn đăng ký vào chia sẻ để cho mọi người cùng xem nữa.
Yeah, bye. Bye.